Ba du khách Tây Ban Nha và một người Afghanistan đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng ngày 17 tháng 5 ở điểm du lịch nổi tiếng Bamiyan, miền trung Afghanistan. Bốn người nước ngoài khác và ba người Afghanistan bị thương. Theo thông tin sơ bộ do bệnh viện cung cấp, những người bị thương đến từ Na Uy, Australia, Litva và Tây Ban Nha. Lực lượng an ninh đã bắt giữ bốn người liên quan đến vụ tấn công. Liên minh châu Âu đã lên án vụ tấn công, đồng thời bày tỏ chia buồn với gia đình và người thân của các nạn nhân đã thiệt mạng và những người bị thương trong vụ tấn công. Bamiyan, nơi có tượng Phật khổng lồ bị lực lượng Taliban cho nổ tung năm 2001, là điểm đến du lịch hàng đầu của Afghanistan. Số lượng du khách đến Afghanistan ngày càng tăng khi an ninh được cải thiện. Các cuộc tấn công chết người nhằm vào người nước ngoài hiếm khi xảy ra ở nước này kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền.